thử hỏi có bao nhiêu anh hùng bay được trong điều kiện không có không khí. James Reyes vừa tốt nghiệp ngành luật Đại học Gotham. Anh ôm nỗi nhớ mong gia đình và khát khao quay về El Paso, quê hương của mình. Cả gia đình vui vẻ đón anh về nhà. Nhưng trong tiệc chào mừng James, việc gia đình túng thiếu bị lộ. Chủ nhà họ định bán đất cho công ty Cod. Vậy nên đã tăng giá thuê nhà gấp 3, bắt họ phải chuyển đi. Vốn bố James có một gara sửa xe. Nhưng bởi vì ông mắc bệnh tim nên phải đóng cửa. Cả nhà sắp phải ra gầm cầu ngủ. James quyết định kiếm tiền để giữ lại căn nhà của mình. Vậy nên anh và cô em gái Milagros đi quét dọn cho nhà giàu sống ven biển. Mà vừa hai người họ dọn dẹp cho chính là Victoria, người nắm quyền thực sự của Cod. Công ty này và tập đoàn Way của Batman thường xuất hiện trong vũ trụ DC. Công ty Cod chính là kẻ đã thu mua El Paso, nơi James ở. Vậy nên James liếc mắt một cái là nhận ra bà ta. Lúc này Victoria đang tranh luận với cô cháu gái Jenny của mình. Người điều hành trước đây của công ty Cod là Ted, bố của Jenny. Nhưng sau khi Ted mất tích, Victoria, em gái của ông và Jenny cùng tiếp quản công ty. Nhưng thật ra là bà ta độc đoán. Bà ta tìm được viên đá vĩnh hằng của Captain Fantastic. Từ đó lấy được một con bọ cánh cứng, sản phẩm của khoa học ngoài hành tinh. Để tối đa hóa lợi ích, bà ta dùng nó cho mục đích quân sự. Nghiên cứu ra một kỹ thuật tiên tiến có thể ký sinh vào con người. Có thể khiến người bình thường trở thành một siêu anh hùng. Bà ta định bán cho quân đội Mỹ. Jenny không muốn công ty bố mình để lại biến thành nhà máy sản xuất vũ khí. Cô kiên quyết phản đối. Lúc hai người cãi nhau, James lương thiện bước vào, định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hậu quả khiến Victoria sa thải nhân viên lao công thích lo chuyện bao đồng này luôn. Nhưng họa phúc khôn lường, James bị sa thải làm quen được với Jenny. Jenny muốn tỏ lòng cảm ơn nên đã để lại số điện thoại cho anh. Cô bảo anh mai đến công ty Cod nhận việc mới. Bạn đã từng thấy đi phỏng vấn mà được cả nhà hộ tống chưa? Đây cũng coi như là bản sắc của người Latin. Tốc độ hô hào và tình cảm mãnh liệt cực kỳ. James bước vào công ty Cod trong tiếng hò reo của người nhà. Nhưng anh chưa hẹn trước nên đành phải đợi ở sảnh. Anh không biết Jenny đã quên mất mình từ lâu rồi. Cô định phá hoại kế hoạch của Victoria trộm thẻ ra vào của một nhà nghiên cứu. Cô vào phòng thí nghiệm, cất trong hộp hamburger, trộm nó đi. Nhà nghiên cứu nọ quay lại thì không thấy bọ hung xanh đâu. Anh ta lập tức thông báo cho bảo vệ phong tỏa toàn bộ công ty. James thấy Jenny đang giấu con bọ định bỏ trốn thì bước tới hỏi. Nhưng cô lại nói mình bận việc, không tiếp chuyện được. James sốt ruột quá, không tìm được việc thì mất nhà luôn. Lúc này tiếng cảnh báo vang lên. Thấy bảo vệ từ đằng xa đang đi tới, Jenny dúi cái hộp cho James. Cô dặn anh phải bảo vệ nó bằng cả tính mạng nhưng không được mở ra. Mình thì giả vờ dẫn bảo vệ phong tỏa các lối ra để bắt trộm. James về đến nhà rồi mà vẫn ngơ ngác. Anh đi tìm việc nhưng lại mang một hộp hamburger về nhà. Chuyện này chẳng thể giải thích nổi cho người nhà. Bị mọi người nặng nặc yêu cầu, James quyết định mở ra xem thử. Anh thấy trong đó ngoài một gói khoai chiên ra thì còn cả một con bọ hung màu xanh. James vừa định đóng hộp thì Milagros đã tò mò cầm con bọ lên. Để giữ lời hứa với Jenny, James cướp nó về. Nhưng sau đó lại thấy con bọ trong tay mình phát ra ánh sáng màu lam. Mọi người tưởng rằng đây là một thú cưng số thế hệ mới. Nhưng con bọ lại dùng 6 cái chân, đứng dậy trên tay James. James còn ngốc nghếch tưởng rằng con bọ giả này quý mình. Nhưng ngay sau đó, anh hét lên thất thanh. Con bọ bấu lên mặt James như bọ ngoài hành tinh. Cả nhà thấy vậy thì sợ hãi, hét toáng lên. Rudy, chú của James thấy vậy thì chạy tới định gỡ nó ra. Nhưng lại bị một dòng điện màu xanh đánh bật ra ngoài. Dòng điện này còn phá hủy tất cả thiết bị điện trong nhà. Cả căn phòng rơi vào bóng tối. Trong lúc hỗn loạn, con bọ đó bò lên lưng James. Nó xâm nhập vào cơ thể anh từ đằng sau. Trong tiếng hét thảm thiết của James, lưng anh mọc ra 6 cái chân côn trùng. Nó dính anh lên trần nhà. Quần áo khắp người James bắt đầu bùng cháy, hóa thành tro tàn. Chẳng hiểu sao lại biến thành kỵ sĩ đeo mặt nạ xanh. James đứng dậy trong tiếng la hét của mọi người. Anh bước tới gương nhìn. Tại sao mình lại biến thành thế này? Lúc này anh nghe thấy một âm thanh. Quá trình ký sinh đã hoàn thành, sắp hiệu chỉnh các tính năng. James nhìn cảnh vật qua chiếc mũ bảo hiểm. Nó giống như góc nhìn trong bộ giáp của người sắt, tự động phân giải vật thể. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì âm thanh kia đã thông báo bắt đầu kiểm tra mục tiếp. Trước mặt mọi người, James xuyên thẳng qua trần nhà, bay lên trời. Anh xuyên qua được cả tầng khí quyển, vào vũ trụ. Nhìn trái đất màu xanh biếc này, James cực kỳ hưng phấn. Nhưng kiểm tra kết thúc đột ngột, anh bị lực hút trái đất hút thẳng xuống. Anh thành đốm lửa, bay qua tầng khí quyển, sắp rơi xuống biển. Khi anh tưởng mình sắp tan xương nát thịt thì sau lưng mọc ra đôi cánh phanh anh lại. James cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng anh không biết màn test năng lực này chỉ mới bắt đầu. Khi thử tốc độ, anh vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Anh bay lượn trên đường phố bằng tốc độ siêu thanh. James hét dừng lại như đối phương chẳng để tâm. Trong tiếng rít gào, anh hạ cánh trên một chiếc xe sang. Vậy là đã hoàn thành công đoạn hiệu chỉnh. Lúc này một chiếc xe buýt trên đường lao thẳng về phía anh. Tài xế không kịp phanh xe nữa. Bọ hung xanh của James tự động kích hoạt chế độ bảo vệ vật chủ. Chiếc cánh nhô ra cắt cái xe buýt thành hai nửa. May mà hành khách đều ngồi hết trên ghế. Nếu là xe buýt giờ cao điểm trong nước thì có khi hẹo cả đống. James vốn là người bình thường, đương nhiên sẽ thấy cực kinh hoàng.
Thế nên anh định đi tìm Jenny để cô nghĩ cách lấy con bọ ký sinh trong người mình ra. Nào ngờ anh lại bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Jenny và Victoria. Anh cứu được Jenny giữa mưa bom bão đạn, đưa cô về nhà. Anh cũng được Jenny kể bọ hung xanh là món quà mà bố cô để lại cho cô. Nhưng Ted đã từng nói nó có nhận thức riêng. Nó sẽ không chọn vật chủ một cách bừa bãi. Cô không biết phải lấy nó ra kiểu gì. Nhưng Jenny phải rời khỏi đây ngay. Nếu cô ở lại thì có khi bà cô Victoria sẽ rách tất cả mọi người để giành lại con bọ hung. Jenny nhớ ra bố mình có một căn cứ bí mật. Nhưng chìa khóa của căn cứ lại được cất trong công ty COD. Rudy nói mình đã phát triển được một thứ. Có thể giúp họ vào được sảnh của công ty COD. Ông dùng một bộ phim hoạt hình hack hệ thống CCTV. Rồi lấy một chiếc đồng hồ trưng bày ở sảnh. Jenny nói trong đó cất chiếc chìa khóa căn cứ của bố cô. Nhưng bảo vệ đã báo cho Victoria biết. Cánh tay phải đắc lực của bà ta, Carapace, đã tới nơi. Hắn được mệnh danh là kẻ không thể bị tiêu diệt. Hắn được biến đổi bằng công nghệ ngoài hành tinh mà COD có được từ bọ hung xanh. Carapace cũng có siêu năng lực ngang hàng với bọ hung xanh. James giải thích hết mình rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng trong hắn chẳng có vẻ gì là sẽ nương tay. Hắn rút ra rất nhiều vũ khí tiên tiến từ bộ giáp công nghệ cao. Hắn tẩn cho James chết đi sống lại. Cuối cùng, để bảo vệ vật chủ, bọ hung xanh đã điều khiển thể xác anh. James cứ như vũ trụ bùng nổ, biến ra đủ loại vũ khí kỳ lạ. Sau khi đánh gục Carapace, tay anh xuất hiện hai thanh kiếm. Bọ hung xanh cho rằng kẻ này gây nguy hiểm tới vật chủ, phải giết ngay. Nhưng James không có ý định làm đao phủ. Trong giây phút cuối cùng, anh giành lại được quyền khống chế cơ thể. Lúc ấy Rudy cũng lái xe đưa Jenny đến, nhưng lại bị đạn mà Carapace bắn ra suýt thì giết chết. James đánh mất sự kiểm soát của bọ hung xanh thì lại biến thành con gà hen. Anh bị Carapace đánh cho ngã lăn ra đất, giẫm chân lên đầu. Thấy James sắp chết rồi vẫn nhắc đến người nhà. Hắn châm chọc người nhà chỉ khiến anh thêm yếu ớt. Khi bộ não James sắp bị giẫm cho nổ tung, Rudy lái xe van tới, làm một cú drift cực nghệ. Ông ném văng vũ khí sau xe mình về phía Carapace, cứu được James. Jenny dẫn hai người đến khu nhà bí mật dưới lòng đất của Ted. Nơi này cứ như hang rơi của Batman vậy, có một đống công nghệ đen tối. Ngạc nhiên là Ted chính là bọ hung xanh ngày trước. Những người dân địa phương lớn tuổi đều biết vị siêu anh hùng này. Nhưng bỗng có một ngày ông mất tích. Jenny nói nếu đã có cách lấy bọ hung xanh của Ted ra, vậy thì chắc chắn nó ở trong não ông. Nhưng Rudy tra tư liệu thì biết Ted, bố của Jenny, là bọ hung xanh đời thứ hai. Đời đầu tiên chính là giáo sư khảo cổ học Daniel Garrett. Ông phát hiện ra bọ hung xanh khi khai quật lăng mộ Pharaoh năm 1939. Khi lăng mộ sắp sụp đổ, con bọ có ánh sáng lập lòe ký sinh vào Daniel. Từ đó ông trở thành bọ hung xanh đời đầu. Nhưng có lần chiến đấu, ông trúng vết thương chí mạng. Trước khi lâm chung, ông truyền lại bọ hung xanh cho cậu học trò Ted. Ted là một nhà phát minh đại tài, ngang cơ với người sắt. Ông nghiên cứu ra sinh vật ngoài hành tinh như bọ hung xanh gắn kết với não vật chủ. Nó có suy nghĩ riêng, sẽ tự động bảo vệ tính mạng của vật chủ. Trừ khi nó tự rời khỏi vật chủ, không thì không thể lấy ra. Chuyện này làm James rất đau đầu. Anh vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thứ vũ khí này cả đời. Lúc bấy giờ, Rudy đến gặp anh, kể chuyện trước đây bố mẹ James liều mình đến Mỹ. Họ dốc hết sức để cả nhà được sống. James là người kế thừa gia tộc này. Có lẽ anh sẽ trở thành siêu anh hùng người Mexico đầu tiên. Lúc này, trên đầu bỗng có một chiếc máy bay của công ty COD bay về phía nhà James. Hóa ra Victoria đã dẫn quân đi tàn sát nhà anh, dùng người nhà để bắt anh giao nộp bọ hung xanh. Nhưng James không biết làm thế nào để mình bay lên. Anh nhớ tài liệu từng đọc có viết bọ hung xanh sẽ tự động bảo vệ tính mạng vật chủ. Anh chạy lấy đà trên mái rồi nhảy xuống. Đúng như dự đoán, con bọ hung xanh che phủ toàn thân anh. Anh nhanh chóng bay về phía nhà mình. Tạo hình của bọ hung xanh giống với người nhện, còn những mặt khác thì vượt xa người nhện. Là một trong những vũ khí chiến tranh tiên tiến nhất vũ trụ. Nó không chỉ có suy nghĩ riêng mà có tác dụng bao bọc xương cốt khi biến thành bộ giáp, đồng thời cung cấp rất nhiều vũ khí. Năng lực bay bằng tốc độ siêu thanh và phòng ngự đã giúp James cứu người nhà khi họ gặp nguy. Anh đổi một loại vũ khí khác trong tay. Binh lính của COD bị đánh bật ra. James bảo vệ người nhà trốn thoát. Mình thì lợi dụng bọ hung xanh để phân tích nhược điểm của kẻ địch. Anh biến ra đủ loại vũ khí trong tay để chiến đấu với quân lính. Nhưng lúc trốn đi, em gái anh bị bắt. Bố anh quay lại cứu cô thì bị đánh gục xuống đất. James thấy người nhà gặp nguy hiểm nên chĩa đầu pháo vào binh lính, cứu họ. Nhưng lúc này Carapace đã đi trực thăng, dùng vũ khí ngoài hành tinh ngắm chuẩn vào James. Thấy người nhà bị thương, James định giao lưu với đối phương một chút. Nhưng bố anh đang chạy trốn thì bệnh tim chợt tái phát, gục xuống đất. James bị vũ khí của Carapace bắn trúng, khống chế năng lực của bọ hung xanh, rồi bắt anh lên trực thăng. Nhà của James bị lửa thiêu rụi. Bố anh cũng không cứu chữa được nữa. Khi cả nhà chìm trong đau khổ, bà của James đứng ra. Bà bảo bây giờ không phải lúc khóc lóc, tiếc thương cho mình, mà đây là lúc đi cứu James. Jenny nói mình giúp được. Cô dẫn người nhà của James quay lại căn cứ bí mật của bố mình. Cô khởi động máy bay chiến đấu Ted để lại, bay về hòn đảo có căn cứ của Victoria tọa lạc. Nhưng những người bình thường như họ làm sao mà cứu được James? Jenny mở kho vũ khí của máy bay ra. Bên trong có rất nhiều loại vũ khí, được phát minh theo năng lực của bọ hung xanh. Milagros chọn chiếc găng tay vừa công vừa thủ,
biến được thành cái khiên và nắm đấm. Bà thì cực ngầu, chọn ngay một chiếc Gatling 7 sắc cầu vồng. Jenny chiếu bản đồ hòn đảo xong, họ nhận ra căn cứ đã bị xây thành một cái lô cốt. Bà nói một câu làm mọi người giật mình, rằng cái lô cốt chỉ là chuyện nhỏ. Ngay trước lúc đi đánh giặc bà vượt qua vài cái rồi. Lúc này James tỉnh lại, phát hiện tay chân mình bị trói chặt vào một cái vòng. Victoria chỉ trích anh đã thấy đi thứ không thuộc về mình. Bà ta muốn lấy năng lực của bọ hung xanh trong người anh ra, sau đó chuyển vào người Carapex và các bản sao khác. Chiếc máy xoay vòng, James đau đớn hét lên. Chỉ cần giá trị máy đạt 100 thì năng lực bọ hung xanh trong người anh sẽ bị chuyển đổi hết. Còn James làm vật chủ cũng sẽ phải tèo. Lúc này binh sĩ trên lô cốt phát hiện có một thứ gì đó bay từ trên trời xuống. Dùng ống nhòm nhìn thì trông giống con ruồi, nhưng tốc độ của nó không ai bì nổi, đâm sầm vào tường thành bao quanh. Đối mặt với làn đạn của binh lính, Rudy kích hoạt chế độ tấn công của máy bay. Phía dưới máy bay mọc ra 6 cái chân, bắt đầu tấn công các bảo vệ. Nó lao vào đám đông, dẫm đạp loạn xạ. Sau đó nó phun khí gây mê từ sau mông, khiến tất cả các bảo vệ hôn mê. Jenny dẫn Milagros vào trong lô cốt bằng đường hầm. Họ né binh lính nhưng bất cẩn lạc vào kho vũ khí có cả nghìn con bọ hung xanh mô phỏng. Phần đỉnh của những chiếc dây này nối với James đang bị vắt kiệt. Lúc ấy James đã gần như mất đi ý thức. Lúc sắp chết, anh quay lại ngôi nhà thời thơ ấu. Anh gặp được người bố đã qua đời của mình. Bố thông não cho anh, nói với anh mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ông còn hướng dẫn anh dung hợp hoàn toàn với bọ hung xanh. Victoria đang định vắt kiệt James thì được nghiên cứu viên nhắc nhở. Sóng điện não của James đã hợp lại với của bọ hung xanh. Thiết bị của họ không làm gì được nữa. Khi ngón tay của James và bọ hung xanh chạm nhau, anh khôi phục lại sự tỉnh táo. Còn Jenny đã cho nổ kho vũ khí bên dưới phòng thí nghiệm. James thoát khỏi được ràng buộc. Anh thấy người nhà đứng bên ngoài lô cốt thì định chạy ra, nhưng cánh cửa kim loại của phòng thí nghiệm có khóa mật mã, nhốt anh bên trong. Nghiên cứu sinh nọ bỗng làm trái với mệnh lệnh của Victoria, mở cửa cho anh. Anh ta dặn James bảo vệ người nhà mình rồi đẩy anh ra, khóa cửa từ bên trong. Nhưng chưa đến một phút sau, anh ta đã gục dưới tay Carapex. Bọ hung xanh của James vẫn chưa khôi phục, anh đành phải chạy trốn. Cơ thể của Carapex được thêm cả năng lực của bọ hung xanh vào. Hắn trở nên mạnh mẽ hơn cả trước kia. James mất năng lực của bọ hung xanh, biến thành một người bình thường. Khi đụng phải lũ lính canh thì anh được bà cứu. Đối mặt với lũ lính, bà đẩy James ra sau lưng mình. Bà giơ Gatling lên, xả đạn. Đả đảo chủ nghĩa đế quốc. Khi James về máy bay thì biết, Jenny và Milagros vào pháo đài cứu anh mà vẫn chưa quay lại. Anh lập tức quay người trở về lô cốt. Anh gặp Milagros đang biến găng tay thành tấm khiên chặn đòn đánh của lũ lính. Cảm nhận được khát khao cứu sống gia đình của James, bọ hung xanh đã hoạt động lại. Anh đánh gục hai tên lính xong thì tay biến ra búa thò. Gõ một phát thôi là tan tành quả lựu đạn chúng bắn ra. Sau đó anh đập búa, quét sạch tất cả quân địch. James vừa gặp được Milagros, đã bị một luồng sáng đỏ lao tới. Carapex biến hình xong thì cứ như Gundam hình người. Hắn xông về phía James như dã thú. Hai người đánh nhau cực căng trên không. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của James không bao giờ vượt qua được hắn. Chưa kịp đổi vũ khí đã bị địch đánh bật. Phần cánh của bộ giáp chiến đấu cũng bị xé toạc. James cũng vồ lấy đối phương, bẻ gãy cánh hắn. Cả hai người rơi từ trên không xuống đất. Trên đất, James biến ra một thanh kiếm dài, nhưng lại bị sợi dây điện trong tay Carapex khắc chế. Song ưu thế của James là bọ hung xanh của anh có suy nghĩ riêng. Cũng giống như Rat Support theo, 2-1. Biết chỉ cần là vũ khí mình tưởng tượng ra là nó sẽ tạo ra được. James biến đôi kiếm trong tay thành một thanh đại đao. Sau khi tạo một tư thế cực ngầu, anh phô diễn như thanh răng Retsu của Kurosaki Aikigo. Chỉ dùng ánh sáng thanh kiếm tỏa ra đã hất văng Carapex mười mấy mét. Tiếp đó anh né đòn công kích của đối phương cực kỳ mượt. Một loạt chiêu thức lóa mắt đánh cho Carapex ngu người. Nhưng chiêu thức của James nhìn thì đẹp nhưng lại chẳng gây hại gì cho đối phương. Ngược lại còn bị Carapex tìm ra kẽ hở, tấn công vào hệ thống tái sinh của bọ hung xanh. James bị giữ chặt. Hắn nhấc anh bay lên trời rồi thi triển Ura Ranger của Naruto. Bị hư hại nghiêm trọng liên tục, đến cả bọ hung xanh cũng bất lực. Khi James sắp bị Carapex cho về với các cụ, đầu hắn bị ném một hòn đá. Hóa ra Rudy muốn cứu cháu mình. Carapex giận đùng đùng, thả James ra. Hắn bắn một cú vào nơi Rudy đang đứng. Thấy chú mình rơi từ trên cao xuống, sự phẫn nộ của James lên đến đỉnh điểm. Anh bay lên trời, hai tay bắn ra một tia sét khổng lồ. Anh đuổi theo Carapex đã bị đánh bật ra. Dùng vũ khí khống chế hai tay hắn, anh đánh hắn không ngừng nghỉ. Khi anh tháo mặt nạ của Carapex ra, dùng con dao định rách hắn. Bọ hung xanh lại ngăn vật chủ của mình lại. Nó truyền một đoạn ký ức vào não của hai người. Nó có được ký ức ấy khi bị chuyển sang người Carapex. Hóa ra Carapex cũng là một kẻ đáng thương. Hồi hắn còn bé, mẹ mất trong khói lửa chiến tranh, chỉ để lại một tấm ảnh. Quân đội của Victoria tìm thấy Carapex, đưa hắn về huấn luyện. Họ xóa bỏ ký ức, còn biến đổi cơ thể hắn không ngừng. James vứt bỏ vũ khí, đưa tay ra giúp Carapex đứng dậy. Anh nói với hắn mọi thứ trước đây đều đã sai, bởi vì có người nhà mới làm ta thêm mạnh mẽ. Carapex đã khôi phục ký ức, hiểu ra ai mới là kẻ đẩy mẹ vào chỗ chết. Hắn tóm lấy cổ áo của Victoria, lôi bà ta vào biển lửa. Hắn kích hoạt lò phản ứng trong bộ giáp của mình,
tự sát. Suýt thì làm cho James đang đứng gần đó trầu trời theo. Cuối cùng may mà Jenny kéo anh lên máy bay con rồi. Cả gia đình bay lên trời, thoát khỏi vụ nổ. Sau khi Victoria chết, Jenny tiếp quản công ty Cod của bố. Cô cũng báo đáp gia đình James đã giúp mình, bỏ tiền xây lại nhà cho họ. Anh sinh viên nghèo thất nghiệp James cũng yêu được tiểu thư nhà giàu. Ta hiểu ra trong xã hội theo chủ nghĩa tư bản, muốn vượt qua ranh giới giàu nghèo, ngồi mát ăn bát vàng thì ít cũng phải phấn đấu mấy đời. Trong phần hé lộ ở cuối phim, dường như bố của Jenny chưa chết. Bọ hung xanh vốn là công cụ đi cướp vũ trụ của loài Rich. Nó được coi làm quà để tặng cho các chiến sĩ dũng cảm ở hành tinh khác. Thật ra là dùng bọ hung xanh để âm thầm khống chế họ. Nhưng con bọ hung xanh mang tới trái đất gặp trục trặc. Nó không gặm nhấm Cod hoàn toàn, mà trên trái đất không phải chỉ có một con bọ hung xanh. Sự mất tích của Ted dường như là bởi ông tới một nơi huyền bí.